Do không thường xuyên đi lại á nên là con đường nó sửa thì em không biết. Thì trời cũng hơi chập tối nên là đường đang rải đá nên là xe bị ngã xe, bị ngã xe. Lúc đấy em chỉ cũng đi chậm nên chỉ xây xước nhẹ thôi. Nhưng mà dù đau nhưng mà vẫn hướng về vợ mình, dựng xe dậy và xuống là vợ. Mà có trầy tay trầy chân gì không? Lúc đấy có trầy tay một ít. Ở lúc mà bạn trai đến thăm nhà đó, em có nhìn thấy cái vết thương của chồng không? Dạ em cũng nhìn thấy ạ, tại vì đồ của anh cũng hơi bẩn á. Nên là em cũng có hỏi. Thương không, xót không? Dạ cũng xót chứ chị, tại vì lỗi cho mình mà, tại vì anh đi trên đường nên là anh bị té nên là mình cũng Chào hai vợ chồng son trẻ. Hai bạn giới thiệu về bản thân một chút được không? Xin chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân, các đồng chí cùng toàn thể khán giả xem đài truyền hình. Em xin tự giới thiệu, em là Bùi Quốc Nghĩa, năm nay 28 tuổi. Hiện là đang công tác tại Trung đoàn Không quân 97, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân, đóng quân tại thành phố Cần Thơ. Mời bé. Dạ, chào anh Quốc Thuận với chị Thanh Vân ạ. Em là Võ Thị Hương, năm nay 27 tuổi, là giáo viên ở tại đơn vị trường Trà Nóc 4, Bình Thủy, Cần Thơ ạ. Giáo viên. Dạ. Dễ thương quá. Nhưng mà bây giờ nè, anh đang rất là thắc mắc, không biết làm sao mà anh bộ đội này mà lại quen với một cô gái giáo viên như thế. Kể cho anh nghe đi, cơ duyên nào mà các em lại gặp nhau? Thì cái chuyện tình của vợ chồng em thì cũng cơ duyên thì cũng tại trung đoàn 97 này. Vào một dịp đẹp trời thì vợ của em lên thăm một người anh cũng là quân nhân trong làm việc trong trung đoàn. Thì người anh lại có một người em gái xinh đẹp thì muốn tìm một quân nhân đẹp trai như em ạ. Quân nhân đẹp trai như em ạ. Giới thiệu. Rồi sao? Thì người anh cũng lúc đầu thì cũng không gọi là tiết lộ là vợ hay là ai đến chơi đâu, chỉ là gọi điện cho em bảo nhờ em xuống gọi là giúp một tí việc. Đây khoảng gần 1 giờ chiều rồi. Em đang thiêu thiêu ngủ thì có một cuộc điện thoại, thì người anh nhờ em xuống giúp một tí việc. Thì em cũng rất là nhiệt tình thôi. Em đang ngủ thì em mặc quần đùi áo cọc đấy. Em chạy xuống, mới bước vào cửa thì lại thấp thoáng có một bóng dáng một cô gái tóc ngắn, mặt rất dễ thương ạ, đang ngồi chơi ở trong đấy. Em xông vào gọi là... Xông vào luôn? Xông vào luôn. Một người quân nhân thì mình phải gọi là mạnh dạn. Nhưng mà Nghĩa ấn tượng gì về cái gương mặt của cô gái này? Thì gương mặt thì lúc đấy là vợ em cũng để tóc ngắn và nụ cười là lúc mới vào gặp nụ cười rất là tươi. Rồi Hương có thấy chàng trai này đẹp trai quá không? Lúc em đang ngồi trong thì anh bước vào thì cũng hơi bất ngờ, tại vì anh mặc một cái bộ đồ quân công, mặt rất là đẹp trai. Nhưng mà được cái là chân tay hơi nhiều lông ná. Dạ lông ná. Thế là mê luôn không? Dạ lúc đó thì em cũng thấy chưa. Chưa. Nhưng mà người anh đó trong cái lúc đó là có đẩy thuyền vô nhiều không? Vâng, thì lúc đấy cũng rất nhiều đồng chí khác là cũng ngồi đấy là tích cực đẩy thuyền. Bữa đó là gặp nhau được bao lâu thì rồi em đi về? Gặp nhau chắc được nửa tiếng anh nhờ. Vâng, nửa tiếng vậy? Thì sao vậy, xin số điện thoại. Dạ. Về mà có luyến tiếc không? Thì vẫn kịp xin số điện thoại nên là là đã tính trong đầu có số điện thoại rồi. Vâng. mình sẽ nấu cháo điện thoại với bé thôi, đúng không? Vâng. Xong rồi bao nhiêu lâu sau thì hai người bắt đầu một tình yêu đẹp? Đầu thì bọn em cũng chủ yếu là nhắn tin tìm hiểu, với do cái đặc thù của công việc hai bên, vợ em lúc đấy cũng đang công tác ở Sóc Trăng cơ. Còn em thì công tác ở Cần Thơ nên là khoảng cách cũng hơi xa, không thường xuyên không gặp nhau được. Chủ yếu là nhắn tin qua lại và điện thoại. Cũng tìm hiểu đến khoảng 3 tháng sau mới tỏ tình. Thư ơi, vậy là em đồng quê Sóc Trăng hả? Dạ không ạ, em cùng quê với anh là ở Hà Tĩnh ạ. Em vào Sóc Trăng học và sinh sống ở trong đó. Cái đêm đầu tiên đó nhắn tin cho bé Hương á là nhắn tới mấy giờ mới hết?
Lần đầu tiên nhắn tin thì cũng gọi là một tâm trạng rất là bồi hồi. Em nhớ là lúc đấy nhắn tin đến 2-3 giờ sáng gì đấy. Wow. Ở dưới quê mà 2-3 giờ sáng là khuya lắm đó em ơi. Đó em còn đang đi học liên thông lên đại học á. Em ở đang ở ký túc xá của trường. Đêm đó anh nhắn tin nhé. Rồi sau đó 2-3 ngày anh mất tiêu luôn ạ. Rồi sau đó 2-3 ngày anh mất tiêu luôn ạ. Lý do gọi là bộ đội có một tí chiến thuật đấy là mình nhắn tin nhưng mà không gọi là tấn công liên tục mà mình phải đánh úp thăm dò gây mê rồi bỏ bê. Hay quá. Gây mê rồi bỏ bê hả? Bỏ bê được bao lâu thì mới bắt đầu? Thì cũng chủ yếu là 2-3 ngày sao người sao nghe rồi rồi 2-3 ngày rồi. Em có nhớ cái lần mà ảnh tỏ tình với mình á, là tỏ tình bằng tin nhắn hay là mời mình ra một cái chỗ giống như là một cái chỗ rất lãng mạn? Em nhớ là lần đầu anh tỏ tình với em là anh xuống nhà em chơi lần thứ nhất, rồi lần thứ hai anh mới tỏ tình. Đằng sau nhà em có một cái con đường đi bộ rất là đẹp ạ. Rồi anh cũng hai đứa cũng đi gần tới nhà, rồi anh mới ngỏ lời là em có đồng ý nắm tay anh hết quãng đường còn lại không. Ôi lãng mạn quá. Em nói, ui, sao mà cái anh này lại nói thêm một câu này. Đang mới tìm hiểu, mới quen á. Em còn hơi đang mất cười. Nhưng mà có giật tay lại không? Dạ, em vẫn cho anh nắm. Đó trời ơi. Rồi bao lâu thì mới có nụ hôn đầu tiên? 2 tuần sau thì xuống lần thứ 2 thì có nụ hôn đầu cũng tiên. Cũng trên cái đoạn đường đúng luôn. Trên đoạn đường đó. Mình mạnh dạn mình hôn vào môi luôn. Thấy chưa? Thế xong rồi là hai người yêu nhau là lúc đó là hình như là năm 2020 đúng không? Dạ. Yeah. Khoảng đó là sắp dịch đúng không em? Đúng cái thời điểm dịch thì dịch địa cao trào á thì cả nước cũng như là đơn vị thì bọn em đơn vị cấm trại. Ừ. Thì cũng phải 8 tháng thì vợ chồng em không gặp nhau được. Wow. Có buồn, có tủi thân rồi, có trách hờn, có giận hờn gì không? Dạ thì nói buồn thì cũng có buồn anh ạ, tại vì như người ta thì ở ngoài thì được người yêu quan tâm lo lắng để gần gũi thăm thường xuyên, còn đối với mình thì 8 tháng khoảng thời gian nó khá là dài á. Thì mình cũng gọi là tủi thân, nhưng mà vì đặc thù công việc của anh nên là mình sẵn sàng, nói chung là cũng thông cảm với anh công việc của anh như thế. Cho nên nhiều khi đó là cái kỷ niệm mà không ở gần nhau nhưng đôi khi nó lại là ấn tượng và nó lại là nhớ nhung với nhau. Ta có một câu rất là hay, đấy là khoảng cách ấy, nó sẽ dập tắt những cái tình yêu nhỏ nhưng mà nó sẽ làm thổi bùng lên những tình yêu lớn. Đó, và cái câu nói này chị nghĩ là áp dụng cho chuyện tình của hai đứa là rất là đúng luôn. Vậy thì khi mà sau dịch rồi thì bạn ấy có lao đến cầu hôn em ngay không? Dạ không ạ, anh được cái là không có lãng mạn gì ạ. Nói cưới là cưới ạ. Không có cầu hôn? Dạ không ạ. Năm 2020 là dẫn em về nhà bàn bạc với gia đình bên anh á, bỏ trầu cau luôn. Là lúc đó là em là biết là sắp cưới anh thôi. Ồ. Sao thế nhở? Phải nói một câu chứ. Anh bảo là anh tính anh không được lãng mạn. Sau khi cưới về thì anh sẽ bù đắp cho em các kiểu. Nên là mình cũng nghe theo nhẹ nhàng. Rồi từ lúc cưới về tới giờ có bù đắp dữ chưa? Cũng đôi chút ạ. Nhưng mà lý do vì sao em lại đồng ý lời anh ý? Dạ, tại vì nguyên nhân lớn nhất là anh cùng quê với em, có sự nghiệp ổn định. Mỗi một lần mà Nghĩa đi xuống tận Sóc Trăng á, đi thăm Hương đó, thì đi bằng cái gì? Em chạy bằng xe máy á. Xe máy, đúng không? Rồi đi có khi nào mà gặp những cái sự cố trên đường không? Con đường tình yêu thì nó nhiều lúc nó nhiều chông gai lắm đó. Nên mình không lường trước được. Nhưng mà dù khó khăn nào thì em cũng vượt qua hết. Xe có hỏng hay là gì, đi bộ xuống cũng được. Nên là có một kỷ niệm em nhớ nhất là do không thường xuyên đi lại á, nên là con đường nó sửa thì em không biết. Thì trời cũng hơi chập tối nên là đường đang rải đá, nên là xe bị ngã xe. Rồi lúc đấy em chỉ cũng đi chậm nên chỉ xây xước nhẹ thôi. Nhưng mà dù đau nhưng mà vẫn hướng về
vợ mình dựng xe dậy và xuống là vợ. Mà có trầy tay trầy chân gì không? Lúc đấy có trầy tay một ít. Và lúc mà bạn trai đến thăm nhà đó, em có nhìn thấy cái vết thương của chồng không? Dạ em cũng nhìn thấy ạ, tại vì đồ của anh cũng hơi bẩn á. Nên là em cũng có hỏi. Thương không? Xót không? Dạ cũng xót chứ chị, tại vì lỗi cho mình mà. Tại vì anh đi trên đường nên là anh bị té nên là mình cũng... Trời ơi, nghe này thì đáng yêu quá à, nhận luôn lỗi về mình. Rồi tối đó anh có ngủ lại không? Dạ có ạ, ngủ lại ở gia đình ạ. Chung với bố em. Chung với bố em. Ủa chung với bố? Đúng là phải đền bù cho người ta chứ. Thôi lúc đó cũng phải giữ, đúng không? Dạ, đúng đó. Vậy như vậy là từ lúc kết hôn đến bây giờ là được 2 năm rồi. Vậy thì trong 2 năm vừa rồi có cuộc sống hôn nhân nó có viên mãn màu hồng như là mình mong muốn không? Cụ thể bây giờ nói xấu vợ, 1 phút nói xấu vợ bắt đầu. Vợ em là tính gọi là thẳng tính nên là có nhiều lúc còn hơi gọi là nóng tính hay càm ràm. Thí dụ một câu chuyện điển hình đi. Em đi làm nhiều lúc do bận công việc đi làm về muộn hoặc là giao lưu với bạn bè thì về muộn thì vợ hay càm ràm một tí. Mỗi lần càm ràm như thế nào? Dạ, gọi là chỉ nói như là anh đi nhậu hay về muộn hay gì thôi. Còn gì nữa nè? Làm biếng là cũng nhiều. Thí dụ câu chuyện làm biếng đi. Những cái việc nhỏ nhặt, ví dụ lấy đồ dùng này hay lấy đồ dùng kia ấy, nhờ chồng lấy. Dùng từ nhờ thì sợ. Thế là làm đúng mà, nhõng nhẽo tí. Ví dụ như cái ly ở lại dối tới đấy được. Nhưng không, anh ơi, lấy xem cái ly. Đúng rồi, đấy không phải tật xấu. Đấy là một điều đáng yêu. Ôi, cô chắc cô nhờ ông chồng cô nhiều lắm rồi, cô đấy đáng yêu. Ôi trời. Không, em thấy đấy là một điều rất là đáng yêu của phụ nữ mà nhỉ. Dạ. Mình phải được quyền làm nũng chồng mình chứ. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Vợ em thì đối với ai thì có thể là tật xấu, nhưng mà đối với em thì đó là điều gọi là điều đẹp cả. Điều đẹp cả. Ôi, dễ thương quá. Vậy là không cần vợ phải thay đổi điều gì hết. Dạ. Mong vợ thay đổi thì cũng có do cái thủ công việc á, có thể là đi làm về muộn hoặc là giao lưu tiếp xúc với bạn bè đồng nghiệp, mong vợ sẽ cũng như thông cảm sẻ chia cho chồng. Đó. Đến lượt mình rồi em cũng lên. Chắc chắn là không lãng mạn rồi nè. Dạ đúng rồi, cái tật xấu đầu tiên đó là không lãng mạn. Cái thứ hai là buổi tối ngủ hay xem điện thoại là xem miết luôn. Xem tới chừng nào ngủ mà điện thoại vẫn nói, có điện thoại mới ngủ được. Có khi nào ông rớt cái điện thoại vô mặt mình không? Có chứ anh. Có. Rơi vào bụng này. Rơi giữa giường này. Đấy. Bẹp. Rồi con thì nằm kế bên, để khi nào cũng anh ơi, cất điện thoại đi để cho con ngủ hoặc không, chùm chăn lên, bấm điện thoại đâu. Rồi thật xấu là đam mê điện thoại. Dạ. Con đặt nào nữa không? Dạ không ạ, anh được cái là hiền ạ. Vậy thì có mong muốn Nghĩa thay đổi điều gì để cho chuẩn chỉnh hơn không? Dạ không ạ. Nói chung là lãng mạn thì ai cũng muốn, nhưng mà em thì có cũng được mà có không có cũng được. Trời ơi, em ơi, nghiêm khắc lên, nghiêm khắc lên, đòi hỏi lên. Đây là cái cơ hội của em đó. Đúng rồi. Đúng không? Trước sóng truyền hình nha. Đó. Cũng nhân dịp lên chương trình Vợ Chồng Son thì được vợ chồng em được gọi là tâm sự cũng như chia sẻ về cái cuộc sống của vợ chồng. Thì cũng biết cái nguyện vọng của vợ lâu rồi, nhưng mà do cái tính cách cũng như là do đặc thù công việc, thời gian em cũng chưa thực hiện được cái mong ước của vợ. Cũng nhân dịp hôm nay á, thì em xin... mạnh dạn để thực hiện điều ước của vợ. Wow. Thấy chưa? Ôi xúc động mà. Vợ yêu, cái điều mong ước của vợ thì chồng đã không thực hiện được từ sớm. Thì nhân dịp cái chương trình hôm nay ấy, thì chồng có một điều đã ấp ủ từ lâu muốn nói với vợ. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Xúc động kìa. Xúc động thật sự luôn á. Rồi. Hương có nói gì không? Thì giờ nguyện vọng của em cũng được đền gọi là đền đáp rồi ạ.
Mình đứng gần mình cũng hạnh phúc lây em hả? Vâng. Và anh nghĩ rằng là ai đang có gia đình khi mà xem đến cái giây phút này cũng sẽ rất là hạnh phúc, xúc động và chia sẻ với cái niềm hạnh phúc này với Nghĩa, với Hương. Thì thật sự là Quốc Thuận rất trân trọng và rất là xúc động luôn ha. Chúc cho hai em sẽ luôn nắm tay nhau, đi với nhau hết suốt cuộc đời, và cuộc sống luôn luôn đầy ắp tiếng cười, đoàn viên và lúc nào cũng hạnh phúc viên mãn. Cảm ơn anh chị ạ. Mình giới thiệu bản thân mình ha. Họ ở công việc quê quán. Có đang chở khách không đây? Đi xe một mình đây. Dạ, đi xe một mình chị ạ. Rồi. Rồi mình chia sẻ đi ha. Họ tên tuổi và công việc quê quán. Dạ, họ tên là Hồ Công Trình, 92. Quê quán ở Quảng Trị ạ. Chị, tụi em đang sống và làm việc. Dạ, sinh sống làm việc tại Đồng Nai ạ. Công việc cụ thể của em là cán bộ công chức nhà nước ạ. Công chức nhà nước thì cụ thể bên gì? À, em làm bên công tác thanh niên ạ. À. Bí thư đoàn thanh niên. Vâng. À, huyện. Dạ, xã gì ạ? À? Bí thư đoàn thanh niên. Là gia đình mình là ở hết đây hả? Dạ, ở Đồng Nai hết ạ. À. Chào em. À, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Mình sẽ về những điểm yếu của bản thân mình. Dạ sao ạ? Điểm mạnh, điểm yếu của bản thân em á. Dạ điểm mạnh thì nói nhiều, điểm yếu thì gặp người lạ ít nói ạ. Ừ. Gì nữa? Dạ em thấy em chỉ có nhiều đấy thôi. Ôi có điểm yếu gì không? Dạ, sợ rắn chị ạ. Ừ. Sợ rắn hả? Dạ, sợ lắm. Nó bị cắn bao giờ chưa mà sợ? Cái ấn tượng nào đặc nó không? Dạ, tại vì hồi nhỏ đó rắn nó bò vào nhà lần, lúc đó em còn nhỏ quá nên sợ tới giờ thôi. À. Rắn nước ngoài sợ rắn nó còn à. À. Còn sợ gì nữa không? Sợ không có tiền chị. Sợ không có tiền. Tôi cũng sợ không có tiền. Yeah. Nhưng mà nhà mình mà em làm bên bí thư đoàn xã như vậy làm mà mình có làm thêm công việc không? Dạ có chị, em chạy xe dịch vụ ạ. Là đang chạy chở. Dạ em hôm nay không chở khách, em chở hàng. Hàng hả? Dạ. Đang có người đi chung hả? Dạ có bạn em kế bên ạ. Ờ à. Rồi trường của em thì sao? Đây. Dạ. Tình trường ấy. Tình rồi. Dạ. Lâu rồi. Dạ. Em ly hôn cuối năm 2020 ạ. Năm 2020 có con em. Dạ sao ạ? Em chưa. Em hai con em nuôi đứa lớn còn vợ em nuôi đứa nhỏ. Em là bao nhiêu tuổi rồi? À, con gái lớn em lớp 1 rồi. Còn là nuôi con nhỏ. Dạ. Rồi bây giờ phải hả? Xuống đất lên kiếm ngồi ổn định giúp chị được. Dạ sao ạ? Em kiếm ngồi ổn định giúp chị.
nó cái chuyện cho nó đi định đi. À dạ 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 dạ. Dạ chị đợi em khoảng 10 giây nha. Ừ, chương trình có đang quay clip lại á em, nên là mình tranh thủ mình phỏng vấn xong rồi mình hút thuốc em ơi. Rồi em ly hôn 20 thì tại sao thì hai vợ chồng em ly hôn? Dạ tại vì không ở được với nhau nữa chị ạ. Có lý do chứ, đâu phải là không ở được với nhau. Dạ thì bất đồng quan điểm thôi. Cụ thể hơn không em? Bất đồng quan điểm trong việc nuôi dạy con. Em thì muốn nuôi, thì là vợ em thì muốn nuôi thì mà dẫn đến. Dạ thì dạng như là chồng muốn con học trường công, muốn học trường tư. Ở dưới định trường tư nữa hả? Dạ có chị. Học trường công mà nó trường tư thì chi phí nó hả? Dạ đúng rồi, chi phí. Có chuyện đó thôi mà cãi luôn. Nên là còn cái gì hay là cái đó nó chỉ là tràn ly thôi. Dạ thì đấy thì tức nước vỡ bờ thôi, thì nước tràn ly. Còn cụ thể hơn thì không, ví dụ như có ghen ngoại tình hay là gì nữa không? Không chị ạ. Ừ. Cãi nhau về kinh tế, về tiền bạc không? Dạ đúng rồi. Là có cãi nhau về tiền hả? Thì kinh tế tiền bạc vậy thôi ạ. À. Em làm ra tiền hay là tiêu nhiều hay là sao? Dạ thì dạ, tiêu nhiều. Muốn tìm mẫu người như thế nào? Dạ cứ có hoàn cảnh phù hợp là được, chứ em không có tiêu nhiều. Mẫu phù hợp là như thế nào? Mùa thì như chuyện được. Như nào? Dạ như kiểu chuyện là được chị ạ. Chị nghe không? Không là hình đi về tuổi tác. Rồi đang nuôi con rồi được. Dạ vâng. Ly hôn mẹ đúng không? Dạ. Tuổi tác em? Dạ tuổi tác thì hơn được ạ. Ừ. Hơn em cũng không? Dạ. Hơn mấy tuổi thì được? À, 1-2 tuổi và 3-4 tuổi ạ. Còn nơi ở quê quán sao, em có yêu cầu gì không? Dạ ở gần tốt ạ. Cao thấp mà sao nè? Dạ. Cao 4 sao? Dạ không ạ, cứ cân đối là được ạ. Cân đối thì cao bao nhiêu? Em cao phép bao nhiêu? Dạ em 7 ạ. Rồi, cao thấp mà ổn thì được hết. Vâng ạ. Rồi, phỏng vấn sơ lược vậy. Trình ơi, có người có lịch ghi hình phù hợp thì hệ với em nha. Vâng, cảm ơn. Ừ, cảm ơn em, chị chào em. À, tôi tên là Đào Văn Luật. Tôi sinh ngày 21 tháng 8 năm 1979. Quê quán ở thôn Bạch Nũng, xã Đại Bạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Dạ.
Ngầm công việc của tôi thì làm tự do, có một cái xưởng mộc ở tại địa phương luôn. À, Vâng. là anh có xưởng riêng hả Dạ vâng. anh? Xưởng ở nhà thôi. Dạ, nhưng mà rồi cái nếu mà chương trình ghi hình trong Sài Gòn anh có vào được không? Có thể được. Tôi đang ở Sài Gòn đây mà. Tôi đang ở Ủa khách vậy hả? sạn ở Sài Gòn. Là anh đi đâu vào Sài Gòn? À, tôi đi có công việc với cả kết hợp mấy việc, với cả hôm qua đi cổ vũ bóng đá cho Hà Nội với cả Thành phố Hồ Chí Minh. À, dạ, coi như là mình ra vào Sài Gòn thoải mái ha. À, Ừ, dạ rồi, ok, bây giờ anh nói một xíu về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi anh. điểm mạnh à? Hình như là mình cũng chẳng có điểm mạnh gì, cũng bình thường thôi, chỉ cũng đàn nào một người mình không có gì nổi trội cả. Điểm yếu thì hình như là cũng có thể là khiếu ăn nói hoặc là không được tốt, có thể là mình tiết kiệm với phụ nữ là không được hay, đấy mình nghĩ khả năng đấy là điểm yếu của mình. Rồi ví dụ như về việc công ăn việc làm rồi những cái việc trong gia đình thì mình có tự tin không? Mình làm được những việc gì á? À, thì mình có một cái xưởng mộc đó thì để rồi mình cùng làm với cả anh em thôi, và đương nhiên là vẫn tự tin thì có thể là mình cũng phải lo được cho cái gia đình nhỏ của mình chứ, đúng không? Đúng Vâng rồi, đó là ạ. phải chia sẻ ra thì cái người bạn gái bên kia người À ta mới vâng, lắng nghe. đương nhiên khỏe mạnh bình thường, có không không có gì. Dạ rồi, À, trước sức giờ khỏe là là điều đã từng lập gia đình chưa? à? Dạ chưa chưa chị ơi, Ồ, chưa từng lập gia đình chưa luôn. chưa vâng, chưa đăng ký kết hôn lần nào mà vẫn À, còn gọi là mình cơ, là ngày xưa cu gọi là trai tân à là vẫn còn trai tân. đấy. Nhưng mà em thấy tuổi anh cũng lớn nè, sao mà Đúng rồi quen đúng rồi bao đúng rồi, nhiêu rồi sao lại chưa lập gia đình? nó có nhiều cả cái, nói chung là cái hồi trẻ thì mình cũng thấy, nghĩa là cái lúc mà mình 18 đôi mươi hai mấy đấy thì đi có những thời điểm cũng vào Đắk Lắk làm ăn nè, xong lại ra Hà Nội này này, xong lại mở xưởng này, cũng nói chung là cũng có tán tỉnh rất là nhiều, nhưng mà yêu thì hình như là cũng chưa 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 thực sự yêu ai cả, tán đi. Mình cứ lâu nay mình là kiểu tình yêu của mình với cả nó chưa gặp được một điểm ấy, có thể mình thích người ta lại không thích mình như thế nào đấy, Nhưng mà có cái mối nào mà anh quen lâu dài nhất không? Rồi là sao lại mà dừng không lại? không chưa, chỉ mình theo đuổi thôi, theo đuổi thì có À. thể rất nhiều thời gian cho một người nào đấy, nhưng mà lại thì nhưng có thể là do người ta vấn đề gì đó, người ta không thích hoặc cái gì gì đó, nhưng mà mỗi lần mình theo đuổi một người nào đó khá mất khá thời gian, có thể nó mất một vài năm. Trời ơi, tới bây giờ chưa có quen Vậy ai. như vậy đấy, như vậy như thế là nó cứ thời gian nó cứ trôi trôi đi, cộng với công việc nữa, Đang tập trung công việc nhiều đúng không? còn Mặc dù công việc lý thì cũng do bình thường thôi, nhưng mà đấy do là mình cái tính mình thì mình tài năng là mình rất là mất thời gian nhiều về người đó, và có thể là mình chịu sự thử thách người ta, có thể về thời gian ấy, có thể giống như có thể sau năm có thể là không không thành công thì lại thôi. Và Dạ. Rồi bây giờ anh mong muốn tìm một người như thế nào? mình cũng cũng nói trong bản đăng ký ấy, đúng không, thì một người thì cũng độc thân, từ tuổi từ nói chung lại ít ít tuổi hơn mình chẳng hạn đấy, 38 đổ xuống à. Dạ, tưởng không? Nhưng mà phải là độc thân giống anh mới được hả? Mình nghĩ là phải như thế chứ nhỉ. Ừ. Là anh không có chấp nhận là quen bạn gái đã từng có gia đình đúng không? Nếu mà gia đình mà phải là chưa có cháu, mình À, không, đã có gia đình thì lại chưa có có thể là con. lấy một người chồng rồi nhưng mà chưa có con thì À. mình không cái kiểu như là
mình có thể là bạn có thể bạn thì có một cháu thì bạn không thể dành toàn tâm toàn ý với mình được, hoặc là dành gia đình như mình được. Mình là con trưởng mà. À. Mà rồi bây giờ là cô này ở đâu thì được anh? Thực ra thì cái quê quán thì nó không quan trọng. Mình thì nếu như được ở gần thì người gần nhà người yêu hoặc người nhà vợ thì tốt hơn. Hà Nội hoặc là quanh khu vực lân cận, nhưng mà hình như là người Hà Nội ít và ít để có ít đăng ký chương trình này đúng không chị? Dạ cũng có nhưng mà tùy có mức độ phù hợp á anh, coi như là anh Mình tiêu chuẩn thì sợ nó ít 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 người hơn đúng ưu không? tiên là ở Hà Nội đúng không anh? Nếu như mà bạn gái Thì như có Hà làm Nội việc hoặc và là sinh cái sống ở Sài Gòn được không? cũng được, nhưng lại có muốn ra Bắc sống đúng không? Ví dụ thế mình thì chắc là phải một người rồi. Nói chung là ở đâu cũng được nhưng mà miễn là lấy chồng có thể chấp nhận theo chồng được đúng không? Và thế vào. Rồi ok thì nếu mà còn yêu cầu gì đặc biệt ở cô này nữa không? Đặc biệt thì đâu mình cũng không cần này đặc biệt nào đâu, bởi vì mình cũng không quan trọng là người đó phải trình độ cao hay là cái gì cả, bởi mình cũng là những người xuất thân là người lao động thôi mà, thì cũng người công nhân bình thường cũng được, miễn làm sao có cái tinh thần trách nhiệm với gia đình nhỏ rồi là luôn vun vén cho cuộc sống thế thôi, nội trợ cái chăm sóc con cái là được, không có hỏi quá cao, quan trọng là yêu nhau và vì nhau mà sống thôi. Rồi anh có tài lẻ năng khiếu gì không? Ca hát gì được không? Tài nẻ thì mình không có năng, mình thì thích bóng đá nhưng mà chỉ thích đá thôi, à thích xem thôi, đá không có năng khiếu. Hát thì nhìn hay thì thỉnh thoảng có đi hát karaoke là cũng hát được, cũng gọi là so với những người ở đây thì cũng hát được, chứ không thể đừng như không thể như kiểu ca sĩ chuyên nghiệp được, còn biết Rồi anh hát thử mấy câu anh nghe à bài, đi. ví dụ mình hát bài ví dụ sao bài bài đôi dòng người đi nhá, bạn này. Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu, bao nhiêu mộng đẹp tan theo thành khói sương giăng mây chiều. Bạn đời ơi, sao mình lại quên 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 mất cái bài này, phải hát karaoke thì mình nhớ lúc Dạ nào rồi, ok, cảm ơn anh rồi. ha. Vâng. Thì nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ báo lại cho anh nha. À vâng ạ, cảm ơn, Dạ rồi, chào anh ạ. vâng chào bạn và cảm ơn bạn nhé. Dạ.